phải ấm lòng tốt hơn bằng một cái miệng khéo. Cho nên là em chỉ là hành động để chứng minh tình cảm của em thôi. Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, chị nhặt trong nhà, chăm trẻ con. Em biết làm việc nhà, em biết nấu ăn, nhưng mà em ví dụ sau này em lấy vợ và em nghĩ em có phụ vợ không? Em phụ chứ. Em có thích chồng mình phụ mình trong công việc bếp núc không? Có chị, nhưng mà cái mục tiêu em thì chồng phải có cái tài chính tốt hơn, thì cái phần mình nấu nướng có thể là phụ. Trời, bạn gái rung tay lạnh dữ. Đây, đây, tới rồi, cưng, quẹo, quẹo, quẹo. Đúng rồi, ngồi xuống nha. Rồi, coi chị Tường kế bên, tự tin lên nha, không mở mặt nạ đâu cho. Mở mặt nạ đi bạn trai. Rồi, quá xinh. Rồi, chào em. Bạn trai giới thiệu đi cưng. Em xin chào chị Cát Tường, quý khán giả. Em tên là Lê Ánh Kiệt, em sinh 1989. Thì tại em đang làm việc và tại Bình Dương. Em làm bên một phòng bảo trì, chuyên về điện và máy móc. Ghê vậy, hồi đó giờ có bị điện giật lần nào chưa? Dạ chưa, trước khi làm mình phải kiểm tra kỹ. Đúng rồi, phải an toàn là trên hết ha. Dạ đúng rồi. Quê ở đâu? Em quê ở Cà Mau. Rồi, mời bạn gái. Dạ, em chào chương trình, chào chị Cát Tường. Em tên là Lê Thị Anh Đào. Quê gốc em ở Hậu Giang. Hiện tại là em đang ở chung ba mẹ ở dưới Đồng Nai. Ủa nếu vậy hai người coi có gần gần nhau không? Dạ, gần chị. Rồi mà gần bao lâu mới qua thăm bạn gái được một lần? Thì chắc em nghĩ phải chủ nhật em nghĩ. À, hai người cùng họ Lê ha. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Đào? Hòa nông, vui vẻ với lại là biết nấu ăn. Điểm yếu của em là hay quên. Có những vấn đề là em nói qua rồi em không suy nghĩ lại là em hay quên. Nhiều khi người ta nói em vô tâm. Mà mình có vô tâm thiệt không? Hay là mình để hay quên thôi? Thiệt. Rồi, còn em? Điểm yếu của em thì không biết hát. Nói chung là không biết thể hiện tình cảm của mình với bạn khác giới dạng người yêu mình đó. Em thì em có suy nghĩ dạng chỉ là hành động thôi. Chứ là nói thì đôi khi ta nói là một cái ấm lòng tốt không bằng một cái miệng khéo. Cho nên là em chỉ là hành động để chứng minh tình cảm của em thôi. Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, chị nhặt trong nhà, chăm trẻ con. Chăm con ai? Con của anh hai. Ừ, em đang sống chung với ai? Dạ em sống một mình thôi, nhưng mà em về quê em hay chăm cháu. Vấn đề em biết làm việc nhà, em biết nấu ăn, nhưng mà em ví dụ sau này em lấy vợ và em nghĩ em có phụ vợ không? Em phụ chứ, vợ chồng đi làm về ai cũng mệt. Em về trước thì em có thể là vô bếp nấu ăn. Em có thích chồng mình phụ mình trong công việc bếp núc không? Có chị, nhưng mà cái mục tiêu em thì chồng phải có cái tài chính tốt hơn, thì cái phần mình nấu nướng có thể là phụ. Phụ nhau bây giờ quan điểm bây giờ bình đẳng rồi ha. Dạ. Nam nữ gì cũng như nhau, mình hỗ trợ nhau thôi. Tình trường em có hai mối tình. Một mối tình là hồi trước anh nó đi bộ đội nên rồi em chia tay. Còn một anh sau này quen gần đây là chia tay 3 năm, thì anh này hay ghen ạ. Rồi bao lâu rồi không có bạn trai? Gần 3 năm. Cảm giác là lòng tin của mình không phải là mất lòng tin nhiều, nhưng mà vậy là em muốn quen rồi sẽ kết hôn. Cho nên kiếm người đúng người thấy được luôn rồi. Dạ, mình tìm hiểu rồi kết hôn luôn phải không? Hôn. Dạ. Còn em tình trường mình sao? Em thì có hai mối tình. Một mối tình hồi sinh viên, với một mối tình là chia kết thêm khoảng 3 năm. Bạn nó đi du học cho nên là ta mặt rất lòng. Rồi còn liên lạc với nhau không? Dạ không. Cho nên là bao nhiêu lâu rồi không có bạn gái? Dạ cũng khoảng 2 năm rồi chị. Lý do tại sao không để ý ai hay là cũng chung được tính của em thì nghiêm túc trong chuyện tình cảm đó chị, cho nên là em chỉ tập trung vào công việc chính của em hiện giờ thôi. Bây giờ em đã thực sự muốn kết hôn chưa? Dạ muốn, gia đình cũng khó thúc. Nếu mà được thì bao lâu nữa em tiến tới hôn nhân? Có thể là trong năm nay hoặc là sang năm cũng được. Mẫu người em cần tìm là người như thế nào? Không có gia trưởng, người nào là phải có ý chí cầu tiến và biết quan tâm chia sẻ. Về ngoại hình thì em mong muốn tìm một người như thế nào? Cao thường mới 6'8" cho nên không hút thuốc. Vì cô hút thuốc không em? Dạ không chị. Có nhậu nhẹt gì không? Nhậu cũng có gai gai đôi khi trong giao tiếp mà chị. Có gia trưởng không? Gia trưởng thì không, em nghĩ miền Tây không có gia trưởng đâu. Miền Tây thì không có gia trưởng. Em thử kể 4 điểm nổi bật nhất của em thôi. Em thấy là em trầm tính, trong giao tiếp em rất là rõ ràng về vấn đề mặt cảm. Thứ ba là thường thường trong gia đình đó em hay ôn hòa, đối xử với mọi chuyện khác bình thường, không có dạng là trên hay ỷ lợi vấn đề gì. Em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em thì đơn giản thôi, quan trọng là bạn gái đó thương em và thương gia đình của em. Ý anh nói là thương gia đình nhỏ của em đó, cùng em xây dựng hạnh phúc là được. Về ngoại hình? Không cần thiết lắm chị, miễn sao ấm lòng của họ được. Không cần thiết ngoại hình, chắc không? À, đâu cho coi hình, có hình em theo không? Đây, em sẽ tìm xem bạn nữ là ai trong số những cô gái đó. Rồi kiếm đi. 1, 2, 5 anh, nhưng mà một anh đeo mắt kiến, anh bịt mặt rồi, coi như còn lại 3 anh thôi, chọn đi. Anh ấy là ai?
Dạ. Đâu? Anh này. Anh đó. Lý do tại sao em chọn anh đó? Em thấy cái cách nói chuyện thân thiện. Em cảm giác vậy thôi. Nhìn cái mặt này là biết thân thiện luôn hả? Em cảm giác vậy thôi, không biết. Rồi đúng em cứ giữ đi, giữ đi, để chị mở cửa trái tim ra để em coi đúng hay không nha. Giữ nguyên. Dạ. Đó. Chọn được chưa? Rồi bạn này là trong tấm hình kia là bạn nào đâu? Chắc là bạn này quá. Sao hai tấm chỉ hai người khác nhau vậy? Em thấy khuôn mặt giống mà. Trời đất ơi, hai tấm hình mà chở chấm hai cô khác nhau nữa. Cô này. Dạ. Là cô này. Tào lao. Không thể thẩm mỹ em kém nữa trời. Quá kém. Không phải, hai cô đó là không phải nha. Cô này là không phải cô này. Nói cho biết trước. Giờ chọn cô nào chọn đi. Trời ơi, ông nhìn hai tấm hình ông soi mà ông không biết luôn kìa. Sao? Em chọn không ra thiệt. Trời ơi, ông tỉnh lại giùm tôi các ông ơi. Hình hai tấm hình này khác chị. Làm sao? Nhưng mà bây giờ chọn cô nào? Dạ, em chọn cô này. Vậy là cô này là cô nào? Này. Ờ, rồi cầm đó đi, ngồi đó rồi coi. Mời quý vị chúng ta sẽ thưởng thức màn chọn người. Sai quá sai luôn. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Đúng hay sai? Em tặng bông. Ờ, tặng đi rồi phạt sao cưng. Đưa qua. Rồi. Dạ, em cảm ơn. Dạ, em cảm ơn bà tặng anh. À, anh cảm ơn em. Giờ bình tĩnh chưa? Dạ. Rồi coi cầm hai tấm hình lên. Cổ là ai? Dạ đúng. Đúng đó, đúng ai? Dạ đúng. Đúng đúng nào? Ở đây. Trời đất ơi. Coi hình rồi mà vẫn là cổ đây luôn hả? Đúng luôn hả? Nói chung... Sai nữa. Trời đất ơi. Thấy rồi mà vẫn sai. Trời đất ơi, ông chỉ hoài nãy giờ đây. Chọn cô này. Hỏi cô này trên đây á, cô này là cô này. Mà thấy sai quá sai rồi nha. Cái ông cuối cùng chọn lại. Vậy cô này. Rồi mở lên rồi, dạ ai? Dạ cô này luôn. Vậy là thích cô đó đó, kiếm cái cô đó giới thiệu cho ảnh đi. Bạn em cứ kết hôn rồi. Chết rồi, xong luôn. Giờ sao em? Sao em bậy quá vậy? Nhà trong khi cổ chọn đúng em hình chọn em đúng nha, rồi. Đúng rồi, chọn đúng rồi. Vậy em muốn phạt ảnh gì đây? Phạt anh hán đi. Hồi nãy em mới nói rồi em biết hát. Để, đó vậy tao mới phạt. Vậy mới phạt mà. Thôi bây giờ em làm mấy câu thơ đi. Tại vì thường thường em rảnh em cũng hay làm thơ. Được không? Rồi, mời em. Xa nhau, dạng dặm đường thiên lý. Gặp lời. Gặp gỡ. Làm lại, 2, 3. Xa nhau, dạng dặm đường thiên lý. Gặp gỡ lần đầu, thả kết nghĩa chị em. Nếu mai này gặp lại xin đừng quên nhau. Đời anh nghèo, nhiều mặc cảm. Kiếp sống anh nghèo, chẳng dám yêu ai. Anh yêu em, nào đâu dám nói. Biết bao giờ em hiểu được lòng anh. Mới gặp mà đã triết lý xa nhau rồi, nghe buồn quá. Thôi được rồi, phần phạt coi như cũng xong. Thơ cũng hay ha. Rồi, mở quà coi là cái gì nè. Em mở được không? Dạ được. Trời, quà tặng mình không mở được chứ. Ý tính không cho tôi coi cái gì? Dạ, cái đồng hồ rất là xinh sáng chị. Ý nghĩa gì vậy em? Thì em thấy là tuổi trẻ thì quý báu nhất để mình trân trọng là cái thời gian. Thì mỗi sáng cái thời gian mà cứ reo lên á sẽ nhớ tới em. Nắm bắt thời gian, có cái gì ở trọng nữa kìa. Đọc coi. Thời gian nói lên tất cả sự chân thành. Mong một buổi sáng vậy anh lại nhớ Sakura. Nhớ gì? Sakura. Nghĩa là em tên là anh nào vậy? À, Sakura. Đào vừa ra hoa, cành lá rơi đi vẫn trăng tà. Biết không cái bài đó không? Chán về thôi, bỏ qua đi. Rồi bây giờ á, cái ấn tượng đầu tiên khi mà vừa mở cửa trái tim ra thì em có ấn tượng gì với cô gái này? Em thấy bạn những tên này cũng xinh, dễ thương. Miền Tây thì em nghĩ là ai cũng xinh và dễ thương hết. Vậy là em gặp ai em cũng khen vậy hết trơn? Không chị, đôi khi mình gặp một bạn nào á, miền Tây cũng nói cái câu là bạn rất là dễ thương, xinh ở trong tính cách của họ. Chứ không phải là mình xinh dễ với vẻ bên ngoài của họ. Nãy giờ thì em thấy bạn ấy cũng hòa đồng, dễ thương. Còn em ấn tượng gì với ảnh khi mà mở cửa trái tim ra? Ấn tượng đầu tiên là gì? Cảm thấy vui là mình chọn đúng.
À, chọn đúng cái người trong hình đó phải không? Nhìn cái hình ảnh mình cũng giống là một cái gọi là có cái gì đó chút xíu là linh cảm. Rồi. Là đấy. Mình thấy cũng có vui trong mình vui đó. Bây giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn ít phút để chúng ta trò chuyện với nhau, nó thân tình hơn một chút để tìm hiểu kỹ hơn. Xin mời em thưởng thức món gà rang lá chanh. Đây là món gà sốt chanh dây của nhà hàng Việt Phố ha. Bây giờ ăn và tâm sự với nhau. À, em cảm ơn chị. Ít phút là chị Tường quay lại liền đó, tranh thủ thời gian nha. Anh mời em ạ. Dạ, anh mời. Anh lên sống ở Bình Dương bao lâu ạ? Được 4 năm mấy vậy, học xong rồi ra trường. Em thì ở trên Đồng Nai á, trên đó thì kết hôn xa vậy thì gia đình anh có phản đối gì không? Anh nghĩ thì không đâu em, tại vì anh lớn rồi, anh đủ bản lọc để quyết định cuộc sống cho mình sau này. Anh đã đủ bản lĩnh để là lựa chọn bạn đầu của anh. Dạ, anh có người thân ở trên Bình Dương không hay là mình ở quê mình lên đó mình sống luôn không? À, anh có mấy chế mấy em ở gần đó. Em thích ăn dạng là món gì nhất? Cơm gia đình thì em thích ăn canh chua. À, anh thích ăn canh chua với cá kho, cá nhỏ nhỏ kho đó anh rất thích. Cá rô rồi với miền Tây hả? Ừ, đúng rồi. Anh với em quen được thì khi nào em mới tiến đến hôn nhân được? Về tuổi của em thì năm nay hoặc năm sau có thể kết hôn được. Nhà em thì cũng nói nhưng mà quan trọng là tình cảm nó có đủ để kết hôn hay không thôi. Sao khi kết hôn em thích sanh trai hay gái? Con gái. À, anh cũng thích gái. Tại vì thường thường nghe anh nói là sanh gái là giống mẹ sẽ dễ thương nhiều hơn. Em thích con gái tại vì có thể là điệu đà rồi đó. Thích hơn. Anh cũng thích gái hơn trai. Cho anh hỏi cha mẹ mình có khó không? Khó thì sao anh? Anh mỗi khi anh lại nhà chơi, anh thường hỏi gì đó thì anh sợ lại nhà chơi là bị nói này nói nọ. Anh thì tính của anh đó là sợ bị nói này nói nọ. Khó thì gọi là không khó lắm, nhưng mà dễ thì cũng không dễ lắm. Nói chung là mình làm sao đúng với lại phù hợp thì là ok. Dạ. Nhưng mà con trai thì phải mạnh mẽ cái đó phần đó lên, phải chủ động mấy cái phần đó thì người lớn người ta sẽ đánh giá tốt hơn. Đôi khi mình cũng nói thật lòng là sợ suy nghĩ nhiều vấn đề khác. Thường là con trai là để kết hôn thì họ sẽ chuẩn bị ví dụ như về tương lai sắp tới, hoặc là đến khi kết hôn thì mình sẽ chuẩn bị nhiều thứ. Thì về phía anh đã có chuẩn bị cái gì chưa? Thì chung là vấn đề đó thì anh cũng đã chuẩn bị rồi, gia đình cũng hỏi anh 2-3 năm nay rồi. Là anh ấy hẹn lần thôi, hẹn được. Cho tôi hỏi sâu vô cái chỗ này nè. Tôi biết ý bạn gái muốn hỏi mà bạn ngại nè. Chuẩn bị là ví dụ như là lấy nhau về, sống ở đâu? Có làm dâu không? À, trước mắt thì chắc là em thuê nhà thôi. Còn làm dâu thì không. Tại vì em sống hòa lập ở đây. Ví dụ sau khi cưới xong thì bao nhiêu lâu có con? Thì theo phản ứng thôi chứ em đâu có quyết định được. Có kế hoạch của mình chứ, về kinh tế chứ, có đủ tiền nuôi con rồi mới đẻ con. Đấy, thì em có đủ mà quan trọng là phản ứng nó chịu hay không thôi. Thì sao nó chịu? Dạ, năm sau có cũng được. Phụ nữ ta quan trọng là phải an cư lạc nghiệp, đúng không em? Nhà cửa thì chắc khoảng 3 năm nữa. Tại vì em sống ở trên Bình Dương, lập nghiệp ở Bình Dương luôn, em không về quê. Đó là cái kế hoạch đó. Dạ. À, bạn nữ là thường người ta muốn biết người đàn ông phải có kế hoạch rõ ràng. Chúng ta không cần giàu có, nhưng mà người ta cần đàn ông phải có bản lĩnh, có trách nhiệm và có công việc ổn định. Rồi kế hoạch bây giờ chưa có thì hai vợ chồng cùng làm, nhưng mà phải có một cái kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Thống nhất không? Dạ. Rồi, bây giờ để cho các bạn hiểu nhau nhiều hơn, Tường sẽ có vài câu hỏi dành tặng cho các bạn. Rồi, chúng ta sẽ bóc và hỏi đối phương những cái điều trong này, yêu cầu đối phương thực hiện. Một tấm. Quan điểm về việc nhìn cho bạn gái đến khi kết hôn. Rồi, em nghĩ sao? Cái này thì chung cũng bình thường, giữa em với bạn gái của em thống nhất với nhau thì được. Thống nhất cái gì? Thì thống nhất về việc hai đứa không vượt quá giới hạn. Em cũng đồng ý chuyện đó. Dạ. Rồi, mời em. Bạn nam đến bạn nữ trong vòng 15 giây. Trời ơi, bóc cái câu hay ghê. Mời bạn nam qua bế bạn nữ trong vòng 15 giây. Em đang lên 4kg. Có nhiều cái để thử lắm. Thứ nhất là thử cảm xúc, thứ hai là thử sức khỏe. Tùy năng lực em, đừng nhìn chị gì hết trơn. Em muốn làm gì em làm. Cho anh xin đất bế em biết nha. Sao sẽ đập đầu người ta vô cửa kìa. Đó. Ôi ơi, đó. Nổi không? Nhúng nhúng coi, nhúng nhúng coi. Dạ, bình thường chị. Rồi, được. Đồng ý, duyệt. Đào tài người ta quá phải không? Rồi. Dạ rồi. Có cảm xúc gì không cưng?
là khó. Hả? Cảm xúc sao? Cảm xúc của em rất là vui. Em không biết diễn tả thế nào mà rất là vui. Hồi hộp. Em có cảm xúc gì? Có cảm xúc gì không? Cũng có điện chạy rần rần ha. Nó chú âm dương mà đụng vô nhau sao mà không nẹt điện được. Bây giờ là cho các bạn thêm một cơ hội nữa nha. Hai bạn hãy nói cho nhau nghe, hiện tại giờ phút này ngồi tại đây thì mình đang suy nghĩ điều gì và cảm xúc của mình như thế nào. Em đến đây là có duyên rồi, thì để có thời gian mà đến đây thì mình cũng trải qua nhiều vòng, thì đến đây đã có duyên rồi thì gặp nhau lần này và cái cảm xúc nó có bấm nút hay không á là còn có cái nợ về sau nữa. Thì em cảm thấy anh này thì về ngoại hình thì định nói với em là ok. Còn về tương lai lâu dài á thì cái này mình sẽ tìm hiểu thêm để có thể biết thêm tương lai lâu dài hơn. Còn em thì em thấy bạn này thì đối với em thì tốt. Chung là em kiếm một mẫu phụ nữ giống bạn ấy. Đúng ý rồi ha. Dạ. Trong lòng mình hiện tại cảm thấy như thế nào? Trong lòng của em thì rất chi hồi hộp. Không biết bạn ấy có chịu bấm nút không? Nếu bạn ấy không bấm thì em có bấm không? Bấm. Mặc dù cổ như thế nào, tùy dạ. Cổ. Dạ. Em quyết định bấm. Vậy thì chị cho em thêm một cơ hội để tỏ tình với cổ. 30 giây dành cho em. Em nghĩ anh về anh thế nào? Trời, cho mình cơ hội để thuyết phục người ta chứ còn hỏi không, người ta em, nữa. Em hỏi rồi em mới nói chị. Về em suy nghĩ của em á thì miền Tây á thì cái cách nói chuyện của em với anh á sẽ phù hợp, sẽ dễ gần hơn. Nên cảm giác là lần đầu tiên mà nói chuyện thì có cảm tình hơn một chút xíu. Nhưng mà anh hơi rụt rè. Em đồng ý bấm nút đi. Anh với em sẽ về quê em hay về quê anh gì đó. Để mình đi du lịch chỗ này chỗ kia chơi. Miền Tây mình thì nhiều điểm du lịch mà. Đó là tỏ có tình đó hả em? Trời ơi, tỏ tình thực tế hả? Người miền Tây thực tế à, người miền Tây là thật thà. Thật thà, nghĩ sao nói vậy. Bấm nút xong đi về quê chơi, quê ai chưa biết, đi du lịch với nhau cho nó vui để tìm hiểu, đúng không? Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Bây giờ suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân nha. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Hợp, cặp đôi này đẹp đôi đó. Nhưng mà em phải mạnh dạn hơn một chút, tự tin hơn một chút nữa. Tại vì bạn trai với bạn gái hỏi ý kiến nhau, nhưng cái quyết em phải đưa ra chính kiến của mình trước. Mình cứ tưởng đâu mình nói mình tùy người ta là lịch sự, nhưng không phải. Phụ nữ muốn nghe chính kiến của đàn ông trước, rồi người ta mới đưa cái ý của người ta ra. Thí dụ như chị nói ví dụ, hôm nay anh nhớ em quá, anh đến đưa em đi chơi nha. Mình phải đưa ra câu đó. Còn bạn gái sẽ dạ thì mình tới. Thôi anh ơi, hôm nay em bận, hôm nay em mệt, ngày mai nha. Còn nếu em không nói gì trơn, em ngồi em chờ, rồi cái người ta trách tại sao anh không tới, em nói là tại vì anh đợi em kêu. Đâu có, không có chuyện đó. Hiểu ý chị nói không? Dạ hiểu. Tự tin lên, quyết đoán hơn và phải luôn luôn đưa ra ý kiến. Dạ. Rồi, mời hai bạn về một phía. Em cảm ơn chị. Nắm tay nhau đi hai bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dành cho nhau một nụ hôn rất nhẹ nhàng để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta bấm nút hẹn hò với nhau. Em cho anh hôn em. Tay trắng quá. Sao cảm nhận như thế nào? Run. Chị biết là em rất run. Chân thành ha, cố gắng gìn giữ và giữ cái cảm xúc y như ngày đầu mới gặp nhau. Cố gắng ha. Có gì ảnh có hơi nhát quá thì cũng hỗ trợ ảnh chút xíu. Được, chàng trai này thật thà chất phác đó. Chúc mừng hai em. Mặt hai người cũng có nét giống giống nhau nha. Thiệt luôn á, cận vô hai người giống nhau lắm luôn. Như vậy là ngày hôm nay là bà Mai thành công rồi quý vị ạ. À, chúng ta sẽ chờ đợi tin vui từ cặp đôi này nha. Tường xin gửi tặng hai bạn đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim CityBox 212 Lý Chính Thắng. Đến đây tìm hiểu nhau, xem những bộ phim rất hay nha. Và bây giờ thì chúng ta xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa vào lúc 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại.